Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và trước mặt quý vị và các bác đây đang là đôi loa cực kỳ là bự Bát 40 và đến từ thương hiệu JBL và được bên em nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc, Made in China các bác nhé. Đây, đây là khi mà em đã tháo e căng ra. LS115. Và đây các bác cũng đang được nhìn rất là cận cảnh từ những loa chép của nó. Và đây là loa chung. Và nó được trang bị một loa bát 40. Đường gân vải tầm dầu các bác nhé. Đánh rất là mạnh và căng. Và xíu nữa em sẽ mở cho các bác cùng nghe cái chất âm của nó. Và hình thức bên ngoài của nó thì như các bác có thể thấy là ở phía mặt trước của nó được sơn màu màu này gọi là màu bã trầu. Màu hơi hơi hồng hồng. Màu bã trầu. Và như các bác có thể nhìn thấy từ những cái hông các thứ của nó thì được sơn màu đen, sơn sần màu đen. Và đây các bác có thể thấy là đây là Mecca. Sáng quá phải không ạ? Các bác có thể soi gương được luôn. Đây là Mecca chống xước. Và khi các bác mua về thì các bác bóc cái giấy này ra nhé. Mua về các bác bóc cái giấy này ra thì nó rất là đẹp. Còn bây giờ bây giờ thì em sẽ không bóc. Em để về nhà các bác bóc cho nó mới. Không các bác lại bảo là mình lại mua hàng về mình lại không được bóc tem. Đấy. Vâng, và đây là cái chiếc mà e căng của nó vẫn còn đóng lại đây. Khi mà chưa tháo e căng ra thì cái chiếc loa nó sẽ như thế này. Và dòng loa này là dòng loa 4 đường tiếng cho nên là các bác nghe nhạc hoặc là các bác hát karaoke thì thôi rồi luôn. Quên sầu các bác nhé. Không hát không hay thì cũng hát thành ca sĩ hết. Bát, chung, chép và siêu chép. Đấy. Đánh cực kỳ là hay. Rất là chất. Và kể cả bác nào mà thích lấy về thích nghe nhạc đó, thì các bác nghe nhạc nó cũng rất là hay, cực kỳ là hay luôn. Còn bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe thử một đoạn bài hát nhé. Em sẽ cho các bác nghe thử một đoạn nhạc. Và em sẽ không giới thiệu nhiều về cái đôi loa này nữa. Để mai ngày kia em có thời gian thì em sẽ review thật là kỹ cho các bác cùng ngắm. Còn bây giờ thì xin kính mời các bác cùng nghe một cái đoạn nhạc với em nhé.
Và đôi loa này thì như các bác mở to thì nó cũng rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Vâng, và như các bác có thể thấy là những cái đôi loa này nó đánh cực kỳ là khỏe. Và những cái tiếng bát của nó rất là sâu, tiếng chép rất là bay bổng. Và được hỗ trợ thêm âm chung nữa, cho nên là rất là tuyệt khi các bác vừa nghe nhạc lại vừa hát karaoke nữa. Và bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.